Ok, chào các bạn nha. Bữa nay mới test được nha các bạn. Mình cấp nguồn 220 nha. Cái này con là điện 220 nha. Các bạn thấy đầu tiên cấp điện vô thì cái đèn power nè, nó ok nha. Cái đèn này là cái đèn gì nè. Ô. Tắt được luôn nè. Đó. Còn cái đèn này á. Cái bên đây chỉnh nhiệt nha các bạn. Ok, mình sẽ chỉnh nhiệt nha, rồi cho lên hết cỡ luôn nha. Rồi mình coi là nó nóng cỡ nào nha các bạn. Ha, chỉnh nhiệt. Đó. Đó, cho lên hết cỡ luôn nha các bạn. Hết cỡ luôn. Hết cỡ nó nằm bên trái nha. Còn cái đèn này thì mình không biết chức năng là gì. Mình đợi nó nóng đi. Xong mình bật lên là coi có hiện tượng gì nó khác lạ không. Ok, cái này thì đủ công chuyện để làm hết nha các bạn. Rất là nhiều công việc. Cái này là cái gì? Bật thử lên nha các bạn. Thử lên coi nó làm sao. Hiện tại thì mình cũng chưa cảm nhận được nóng các bạn. Ở đây là hot sulfate nha. Bề mặt nóng nha, chưa thấy có hiện tượng gì cả. Ok, để mình test thêm rồi mình báo các bạn nha, coi hiện trạng như thế nào. Chứ hiện tại thì nó chưa nóng, chưa gì cả. Cũng không có rung nha. Chức năng này không biết chức năng gì, để mình tra thử coi.